những trời làng ăn công tử hào quang. Mấy tám nàng là bông bưởi trang, học sọ nhà em có dù có tay làm cây, nhà em có vườn trái cây rất bằng đồ đi trai đợi gái sớm ghen thì anh dành trong làng hóng đang nơi mấy trai anh thiệt bò về rồi em giết lợn gà. Anh nhất làng chồng cũng tứ chiều chơi, nhưng gái quen tên mang chiên người. Nhà anh có vườn trâu bò lắm, đi đâu xa chim chuồng nhau dân dạ. Nam chân mạng đi thăm đến dân chơi, sao chân mạng sợ bóng đông chơi. Anh nhất hành tình nhất trời là anh công tử hào hoa, nhất trời quê em thơ tám con nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi trang, tròn đôi chín chân hồ đen dân dạ, đôi trời dài gái xa khen thi ai, đôi trời dài gái xa khen thi ai, anh nhất là chồng. Cũng vàng cô út học sọ, nhà em có vườn cò bay thằng gan, nhà em có vườn trái cây rất bạnh, đôi trai trời dạy xa khen thì ai, dòng trăng làng hóng đáng ngơi bay rai, anh thiệt bò về rồi em giết lợn gà. Bừng khoao nô bia rô cùng nô tiếng trống nhà vàng lên đang mừng nguyện ương 500 con gà trống 600 con vịt cồ nhất trai làng anh công tử chiều chơi nhà anh có vườn nấu bò lắm. Nhất hành tình coi em nhớ chẳng đời mang đã bao giờ đông chơi anh nhất hành tình.